Rồi, video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đăng ký tài khoản Claude.ai. Thời điểm hiện tại á, thì cái con chatbot Claude này nè chưa hỗ trợ khu vực Việt Nam. Do đó, để mà đăng ký được tài khoản á, các bạn cần phải có hai bước. Thứ nhất là fake IP qua khu vực mà nó hỗ trợ, ví dụ như là Mỹ hoặc là Anh. Và cái thứ hai là bạn cần phải thuê một cái số điện thoại ở khu vực này để mà có thể kích hoạt được tài khoản ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà làm cụ thể luôn. Ok, đầu tiên là bạn vào cái trang chủ Claude.ai đây. Đây là cái giao diện để bạn đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản ha. Và bước đầu tiên là bạn cần phải fake IP qua bên khu vực Mỹ hoặc là Anh. Thì bạn có thể lên Google bạn search như là VPN US UK. Còn mình thì mình dùng cái phần mềm này đây ha. Nó là cái Tunobia. Đó, mình sẽ để tên trên đây, bạn có thể search tải về. Nó có trên điện thoại hoặc là trên máy tính được ha. Rồi, ở đây bạn chọn, bạn đăng ký tài khoản xong, bạn đăng nhập vào ha. Rồi bạn chọn khu vực nè. United States hoặc là United Kingdom. Hai cái này cái nào cũng được ha. United States là Mỹ, United Kingdom là Vương quốc Anh á. Mình chọn Mỹ luôn đi. Đây, rồi. Bật cái này lên. Ha, đợi chút xíu. Nó sẽ kết nối VPN để mà fake IP qua khu vực của Mỹ. Đó, như vậy là kết nối thành công rồi ha. Rồi, bây giờ bạn điền cái email của bạn vào. Ví dụ này. Đây, rồi bạn bấm continue with email. Hoặc là bạn bấm continue with Google cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ continue with email đi. Bấm vô. Nó sẽ gửi một cái mã xác minh cho bạn vào cái email này ha. Sau đó bạn vào cái email, bạn lấy cái mã xác minh. Rồi, bạn dán vào đây. Continue with login code. Rồi, ở đây bạn đặt tên ha. Đó, ví dụ mình đặt tên là chân đất. .net. Rồi. Xác minh hai cái này. Xong bấm continue. Rồi, bây giờ là tới khúc mà xác thực số điện thoại đây, là cái bước khó nhất nè ha. Thì bạn có thể lên mạng, bạn search những cái chữ như là SMS pool hoặc là SMS activate. Mình thì mình chỉ cho các bạn cái tool này là SMS activate. Bạn có thể search, bạn dùng trên web hoặc là trên mạng, trên thiết bị điện thoại cũng được. Mình dùng trên máy máy Android ha, cài vào. Xong bạn đăng ký tài khoản. Rồi, thì xong đó bạn có thể nạp tiền ha. Cái này bạn phải tốn chi phí các bạn để mà bạn nạp tiền. Đây, ở đây nó có hỗ trợ nạp tiền tiếng Việt, ai quên, nạp tiền Việt Nam ha. Bằng cái những cái tài khoản ví dụ như là Momo hay là thẻ Visa của bạn ha. Ở đây thì bạn có thể nạp cái mức thấp nhất cũng được 25.000. Đó, hoặc là tùy của bạn thôi. Nếu mà bạn đăng ký nhiều á, bạn nạp cái mức cao hơn. Rồi, sau khi bạn nạp xong á, chỗ này nè, service search, bạn search cái chữ là cloud. Đây, rồi nó có ở đây ha. Bạn chọn quốc gia nào rẻ nhất, ví dụ như là England. Đây, rồi, xong bạn activate number. Nó sẽ cho bạn một cái số điện thoại đây ha. Rồi, bây giờ quay lại, bạn nhớ cái số điện thoại này nha. Đó, rồi, bạn quay lại cái giao diện của cái trang mà Cloud. Đây, bạn chọn quốc gia là Vương quốc Anh này. Rồi, nhập số điện thoại vô. 73002 85350. Rồi, sau đó bạn bấm send SMS code. Bạn đợi ha, đợi trên điện thoại của bạn á, nó sẽ gửi về cái mã xác thực bao gồm 6 số thì phải. Đợi xíu ha. Rồi, trên điện thoại nó gửi về mã xác thực rồi nha. Bạn nhập vô 403077. Rồi, bấm verify code. Đó, vậy là xong rồi á, là bạn có thể tự tạo được cái tài khoản Claude.ai ha. Tạo xong tài khoản á thì bạn có thể tắt VPN đi, bạn dùng trực tiếp luôn ha. Bạn đăng nhập vào, bạn dùng trực tiếp, không cần phải VPN nữa. Sau khi mà tài khoản của bạn nó được tạo xong á, bạn dùng trực tiếp luôn ha. Rồi, nếu mà bạn nào chưa biết cách dùng cái con Claude này á, thì mình có một cái bài viết trên cái trang chân đất của mình đây. Mình sẽ để link dưới phần mô tả cho các bạn ha. Ở đây có mọi cái hướng dẫn đầy đủ về cái cách sử dụng Claude.ai này. Rồi có những cái ví dụ như là những cái thắc mắc của bạn về cái cách sử dụng và những cái giới hạn của nó ha, có đầy đủ ở đây. Bạn có thể vào trang chân đất hoặc là bạn coi cái link dưới phần mô tả. Rồi, ok. Trường hợp ví dụ như là nếu mà bạn không thể nào mà tự đăng ký được á, thì bạn có thể xem cái link dưới phần mô tả, dùng cái dịch vụ bên mình đăng ký giùm cho bạn luôn. Tất nhiên là mình sẽ thu một chút phí ha. Đó, rồi, ok. Vậy là xong cái phần hướng dẫn tạo tài khoản Claude.ai.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà thấy video này có ích á, cho mình một like và subscribe ủng hộ cho Nick Channel nha. Ok, bye bye and good luck.